các bạn. Ôi, đúng rồi, đúng rồi, quá bự, cá bự quá, bự quá, bự quá. Đó, bự quá. Con này, con này. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bona với tôi. Hello, xin chào đại gia đình mình ha. Đại gia đình mình trên mọi miền đất nước. Bữa nay mình đi đâu anh Thận? Bữa nay mình sẽ đi giăng lưới cái tiếng kênh này. Đó. Các bạn ơi, ngày hôm qua mình câu hai anh em câu quá chi lẻ vất vả cực khổ dữ lắm luôn rồi mà không dính con nào hết. Thì bữa nay mình sẽ chuyển hướng các bạn ơi, mình giăng lưới. Giăng lưới mình giăng cái tiếng kênh này. Đây là cũng cái vườn cam của bà con người ta ở xóm mình, nhưng mà người ta chỉ có lấy cái bờ người ta trồng cây thôi, trồng ăn trái thôi. Còn dưới ao người ta không có chăn nuôi gì hết trơn các bạn. Nói chung là mình làm thiệt tình, mình làm cá tự nhiên thôi. Nhưng ngày hôm qua mình câu cá tự nhiên dính không dính thôi, chứ mình không có mà vô ao của người ta mình câu nha các bạn. Mình câu cá tự nhiên, cá thiên nhiên. Trong này người ta trồng cây trên liếp, rồi người ta dưới mương người ta bỏ, người ta trồng buông xuống thôi chứ không có cá mắm gì, không có nuôi. Thì mình vô đây mình chăn. Quá chi là cực khổ ngày hôm qua rồi, bữa nay mình sẽ chuyển hướng mình chăn lưới các bạn ơi. Đây, lưới của mình đây. Lưới của mình đây. Rồi mong các bạn ủng hộ anh em mình nha. Có gì sơ sót thì anh em ủng hộ thì bình luận cho mình biết là mình rút kinh nghiệm ha. Rồi. Mời các bạn theo chân anh em mình nha. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình đi theo chân mình đi giăng lưới ha. Đây là người ta trồng buông súng là bán rồi các bạn. Trên bờ nó trồng trồng cam. Ra ăn trái. Quá trời buông súng đã, quá đã luôn các bạn ơi. Trồng buông súng. Nó nhỏ nó bán đi cho chuyện tới Sài Gòn nữa các bạn. Cái hôm nào mà cái ông chú này ổng bẻ buông súng thì mình cũng sẽ quay cho các bạn coi biết cái khung cảnh nó nhỏ buông súng như thế nào ha. Rất là nhiều bông súng luôn. Nó trồng buông súng là bán. Ở đây thì chắc ít cá hơn chỗ ngày hôm qua mình câu, nhưng mà mình giăng lưới thì chắc có thể đúng nhiều loại cá hơn. Ở trên hai bờ là cam anh Thần. Cam. Cam. Cam này không được mấy năm tuổi rồi ta. Cam này chắc khoảng 5 năm tuổi rồi. 5 tuổi rồi. À quá quá trời trái luôn ha. Trái. Rồi bắt đầu mình giăng lưới nha các bạn ơi. Thả lưới nha các bạn ơi. Lưới này là lưới ba màng, ba màng anh ta. Lưới cũng cực lắm các bạn ơi, sao có sướng ít đâu các bạn ơi. Đam mê, đam mê mình làm đó các bạn ơi. Nãy giờ không thấy phao giật gì cả. Chưa mà mới có khúc mà. Các bạn thấy mình cực quá, các bạn cho mình cái đăng ký các bạn ơi. Giăng xong rồi, bây giờ mình chỉ ngồi mình đợi cá đâm vô lưới rồi cái đầu mình gỡ thôi. Đó, bây giờ mình giăng lưới xong rồi. Bây giờ mình lại đây nè. Các bạn thấy không? Bà con mình ở đây trồng cam gì nè. Đó. Ngày mai mình sẽ quay làm cái clip. Ngày mai mình không có đi làm cá nữa nghe các bạn. Ngày mai mình sẽ đi theo cái ông chủ vườn này.
là cái kỹ thuật cho trái, cái kỹ thuật mà ông chích thuốc cho cây như thế nào, rồi mình sẽ quay lại mình chia sẻ cho các bạn biết nha. Bà con ở vùng mình trồng cây ăn trái cái kỹ thuật làm như thế nào, mình sẽ ngày mai mình sẽ quay lại cho bà con mình xem ha. Mình gỡ lưới nha các bạn ơi, anh cho cái mũi cắt lại chút. Từ từ đi. Rồi dính gồng quá. Gồng quá các bạn. Mai giúp xuống ngoài cho mình xả rồi. Rồi em đâm cái mũi vậy nè. Rồi, mình đi tiếp tục đi xuống dưới các bạn ơi. Đúng vậy. Cá, chỗ này. Cá đi. Cá bà con ơi. Con ơi dính con cá. Cá rô phi. Rô phi ha. Ồ, ngon quá ngon, cá rô phi uống mềm. Cá rô phi uống mềm bà con ơi. Ồ, có lý ăn ngon à. Ồ, có gì dạm ơi. Uống miếng nước vô. Cá rô phi quá ngon. Nè các bạn thấy không? Đây. Rồi, bằng tay mình luôn á các bạn. Bự bằng tay mình nữa nha các bạn ơi. Quá trời bự cá rô phi. Quá gì mà các bạn ơi. Sao gì vậy? Hai con. Gì vậy? Đâu. Hai con các bạn ơi. Hai con. Có lý quá các bạn ơi. Hai con nè. Quá im các bạn ơi. Quá im các bạn ơi. Cá bự quá các bạn ơi. Cá vừa mềm luôn ha. Quá mềm, cá mềm xèo luôn, ngon quá. Quá im các bạn ơi. Có lý rồi. Hôm qua ra mà cực quá không dính, bữa nay bù lại. Quá im các bạn ơi, nó quá bự luôn. Quá bự luôn các bạn ơi. Bốn con tay nha các bạn. Gặp luôn ngay gặp. Quá sướng luôn. Quá sướng luôn các bạn ơi. Mình đam mê làm cá mà làm cá dính cái này là quá sướng các bạn ơi. Quá ngon. Gỡ hơi lâu nha các bạn, phải sợ rách lưới. Cá bự quá. Quá gì mà các bạn ơi. Đi lại luôn đi. Đó, quá im luôn. Bà con. Quá các bạn ơi. Tiếp tục. Dính nữa anh thằng. Dính nữa em ơi, dính nữa. Đó, thấy không? Rồi, quá im. Quá im bà con ơi. Đó. Cá sao một cỡ ta? Nhìn nó trung bày hay á. Nó đẻ một lứa quá. Rô phi không? Dạ. Đầm. Dạ. Ô dạ. Nay vui vui các bạn ơi. Vui. Bữa nay có mặt trời, có mùa xuân rồi các bạn ơi, hôm qua. Đó. Bữa nay vui hôm qua. Các bạn ơi. Là mày cá này giải trí thiệt nhưng mà nó cũng cực lắm các bạn. Ôi được rồi, quá bự, cá bự quá. Đó, bự quá. Con này không lên, con này. Đó, cái này có lý nè, cái này chắc ăn cái mẹ nó quá. Bự quá bự rồi. Ha ha ha. Đâu. Đây. Gầm lên đi anh thử, gầm cao cao lên. Pha, từ từ các bạn ơi, từ từ. Cá nó bự quá, phải gỡ từ để gắt lưới. Quá trời cá bự nha các bạn ơi. Quá trời bự rồi. Chưa các bạn. Quá đã các bạn ơi. Các bạn ơi, đã quá các bạn ơi. Đã các bạn ơi. Quá đã rồi. Ui da. Sao da. Đừng làm. Nha, các bạn ơi, coi con cá nè, quá chi lẻ rồi. Ui da. Dạ. Yeah. Vô các bạn ơi, vô. Con chừng nó dần ướt rồi thôi. Dạ. Vô rồi các bạn ơi. Ê, con nữa vậy. Rồi, chưa. Uống nước rồi em ơi. Em ơi. Cá này mini quá. Cá này nó nhỏ nhưng mà nó già. Nó quá già nha các bạn. Thôi cá này chắc mình thả lại đi các bạn ơi.
Ừ. Gỡ khéo khéo chậm chậm một chút, mình gỡ từ từ chút, mình thả lại các bạn ơi. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Cho nó lớn đi. Cá này chắc nó bẻ lưới xa quá. Nè, nhỏ quá các bạn ơi. Nhỏ quá, mình thả lại nha các bạn. Ừ. Nhỏ quá. Rồi. Nào dính nữa hả? Ồ, cá cua biển. Cá cua biển. Cá cua biển, cá cua biển này bắt được nè. Cá cua biển nó cứ lớn lắm. Cá cua biển này bắt được nha các bạn. Nó nhỏ rồi, nhưng mà cái loại cá này nó không có lớn. Các bạn, đây cá cua biển. Cá cua biển nó nhỏ thiệt nhưng mà nó cũng ba ngón tay các bạn ơi. Cũng ba ngón tay. Nhưng mà cái loại cá cua biển này nó không có lớn nha các bạn. Cái này là bắt được. Còn cá cua phi nãy thì con cá cua phi thì cái loại cá nó lớn. Thật ra nó cỡ đó nhưng mà mình chẳng thả. Còn con cá cua biển nó nhỏ cái đó nhưng mà mình chẳng bắt, đây cá cua biển nó không có lớn nha các bạn. Cá nào nó còn lớn được nữa thì mình thả, còn cá nào không lớn được nữa thì mình bắt. Là sảy nữa nè. Lưới nó thưa quá. À dính con nữa, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Liền liền các bạn ơi, liền liền rồi, liền liền. Ô, liền liền rồi, liền liền rồi. À, cá này cá cua phi. Phi nhỏ quá mà thả nữa các bạn ơi. Cá này nhỏ quá. Cá này bự hơn cá cua biển nãy. Bự hơn cá cua biển nhưng mà cá cua phi này còn lớn nữa, mình thả lại nha các bạn. Đây. Cái này còn lớn. Để khéo khéo á. Thả lại mình hẹn nó mùa sau đi. Nó mùa sau đi các bạn. Hay là hẹn nó tháng sau. Rồi. Cá này bự hơn con cá mà gồm của biển nãy nha các bạn. Nhưng mà con cá này vẫn còn lớn, thành ra mình thả ra nha các bạn ơi. Vô con ha, có dính nữa không? Ồ, dính từng con nữa rồi, dính từng con nữa rồi. Con nữa rồi. Ồ, cá này chậm hơn cá nãy. Con này bự. Bự. Rồi. Tới đây mình cũng hết lưới luôn nha mọi người. Tới đây mình cũng hết lưới luôn nha mọi người ơi. Đó, cái phao lưới nằm đó kìa, giật giật cái đầu ra đây nè. Đầu ra đây nè, gói lưới. Cá này bự nó dính các bạn. Rồi ra đây. Tới đây mình cũng hết lưới rồi nha các bạn ơi. Cuối cùng, cá này dính lâu lắm rồi nè. Dính từ đầu, chắc từ lúc quá đầu mình văng luôn ha. Ừ. Thấy có muốn đọt cái miếng đồng đó mình vô mình nấu nồi canh chua nha các bạn. Muốn ngon quá rồi. Là kiếm thêm vài cá bắp chuối nữa ha. Ừ, kiếm thêm cá bắp chuối nữa là đủ rồi. Đó, quá ngon các bạn ơi. Giờ muốn ở đây nấu mập luôn. Ở quê mình vậy đó các bạn. Ở quê mình lại đi kiếm cá. Cái bắt đầu là mình hái ra đồng luôn. Cái này buông xuống ra muốn đồng 100% luôn nha các bạn. Muốn đồng 100% luôn đó. Muốn đồng nè. Đó. Cái mình hái cái cành về cái mình bẻ ớt chuối vô cái mình làm được nồi canh chua rồi. Cũng ngon không các bạn ơi. Này cọng này nó non mập nè. À. Quá non luôn rồi. Hái nó bóp. Hai cọng này nữa được rồi. Hai cọng này nữa được rồi. Kiếm chút chuối thêm. Ừ. Chú thêm. Rồi, nắm này được rồi. Nắm mình vô mình kiếm bắp chuối thêm nha các bạn. Ở đây nè. Bắp chuối có nhấp chân nè các bạn, nhưng mà của người ta nha. Bây giờ này của người ta mình không có bẻ được bắp chuối, tại bắp chuối người ta bán đó các bạn. Bắp chuối là của người ta bán thành ra mình không có bẻ được. Rồi mình về cái giường của mình nha. Cái này của người ta. Giờ anh em mình sẽ đi ra giường kiếm một cái bắp chuối nha mọi người. Đâu chuối đâu hết, mất tiêu hết trơn rồi anh Thuận. Tú ở ngoài lần hả? À. Ở đây có mai. Mất trang của mình trồng nè, góc bự nè. Góc bự thấy không? Bự lá luôn. Góc là khoảng 450 à. Ừ. Bự lắm. Đẹp ha. Quá đẹp. Đi kìa giờ kiếm bắp chuối ra vườn nhà coi. Cái vườn của người ta thì bắp chuối nhiều lắm mà mình không có máy. Ừ.
Đây là chuối nhà nha các bạn. Chuối này là của thằng em Út của mình, em Thứ Út. Bây giờ nó lên Củ Chi nó làm giám đốc công ty chả rồi. Nó để cho mình canh tác. Thì chuối nhà thì mình cứ ăn bình thường nha các bạn. Chứ chuối người ta mình không dám mà hái đâu. Cái này chuối của ngày Út. Rồi. Thì mình đợi đó mình hái bắp, hái thêm bắp nữa nha các bạn. Chú bây giờ quay. Đây bắp nó nghe các bạn. Bắp nữa. Chuối nhà. Rồi hai bắp nè. Hai bắp chuối nha các bạn. Đó, hạt chuối. Cả hai bắp chuối vô mình sẽ chế biến cái món ăn thành quả của mình hồi sáng giờ. Mình sẽ chế biến thức ăn mình ăn luôn. Còn bây giờ dừa. Dừa này dừa nhà nha các bạn. Dừa này cũng của thằng em Út, thằng em Út mình. Em Út mình nó đi Củ Chi. Nó làm ăn lớn như Củ Chi rồi. Nó kêu mình giữ giùm, mình canh tác giùm. Quay lại. Rồi bây giờ mình cứ bẻ dừa. Mình uống nước dừa. À, uống nước dừa các bạn. Thấy không? Cái dừa đây là trái dừa. Dừa xiêm nha các bạn. Giống mua từ Bến Tre đem về. Dừa này là bao ngọt ha. Bao ngọt luôn, dừa của nhưng mà dừa của thằng em Út mình. Dừa này ngọt đây luôn. Dừa này dừa xiêm luôn. Nó giống từ Bến Tre đem về nè. Mình sẽ cây nhà lá dừa các bạn ơi. Ở dưới quê là nó có lợi thế được cái đó đó. Dạ, em mời quý gia đình mình nha. Quý gia đình mình uống nước dừa với em. Đây dừa vườn nhà. Sáng giờ hai anh em đi ra làm cá rồi bây giờ đi ra vườn nhà kiếm bắp chuối. Hái vô mình sẽ chế biến những cái chú cá mà mình làm được. Sẵn đây khát nước dừa, khát nước quá mình uống nước dừa nha các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Quá ngon. Dừa quá là ngọt. Rồi mình sẽ bữa ăn cá dừa cho anh Tư Lúa ăn nha các bạn. Mình thích ăn cá dừa lắm. Thử rau không ăn cá dừa à? Thử rau không ăn cá dừa. Rồi em ăn đi. Quá ngon rồi các bạn ơi. Bây giờ mình vô tới nhà nha các bạn. Mình vô tới nhà mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thành quả mình thu được sáng nay ha. Bây giờ cá đi nha các bạn, cá trước ha. Hai con cá này mình bắt sau nha các bạn, hai cá dính chín sau cùng. Trong lúc mình không có quay cho các bạn thấy hai cá thắt lát này. Đó, hai con ba con này các bạn. Bốn con cá này mau chết đó các bạn ơi. Năm con. Bỏ vô nó ngợp chút nó chết. Sáu con. Bảy con. Tám con. Con cá rùa biển này mạnh ha. Chín con cá nha các bạn, chín con cá với một nắm con muống. Nắm con muống với bắp chuối, hai bắp chuối nha các bạn. Đó, chút xíu mình sẽ bằng cá. Mình sẽ bằng cá rồi mình chế biến, mình nấu một nồi canh. Rồi mình mời các bạn ha. Mình giao mình cũng chuẩn bị sẵn rồi. Giờ mình sẽ bằng cá nha các bạn. Đây là cá của tụi mình làm rồi nha các bạn. À, rau rồi. Con này là ngâm cơm mẻ anh Thần? Ngâm cơm mẻ, ngâm nước cơm mẻ. Bắp chuối mình đã sắc rồi, mình ngâm nước cơm mẻ rồi, con muống mình cũng lặt rồi nha các bạn. Đó, cá mình làm xong, rau mình cũng hái rau này để thơm, bỏ vô canh cho nó thơm nha các bạn. Tại vì nghe nói YouTube nó không cho mình thấy bằng cá có dao rồi có máu rồi nữa, nghe sợ người ta không cho. Nghe mình không có quay trực tiếp lúc mình bằng cho các bạn coi. Thì mình bằng xong mình rửa sạch rồi không có thấy cái gì đó rồi cho các bạn thấy là thằng bảo mình làm xong. Bây giờ mình tiến hành cho mình pha nước để mình nấu canh nha các bạn. Thì nước mình là sôi rồi nghe các bạn, mình bỏ cá vô. Thì nấu cá chua con mẻ nha các bạn. Quá cá hết không trời. Hết luôn đi, ăn cho đã. Ăn đã ha. Lâu mới ăn cá chín con ta mình làm. Ủa, quên quá cá bự vô trước. Cá này quá bự luôn ha. Rồi, rau chút xíu mình bỏ vô nha các bạn ơi. Rồi bây giờ chín là bỏ rau vô nha các bạn. Cá chín là bỏ rau vô. Quá trời, tại vì chuối bắp chuối nhà cái mình hái hai bắp bự quá rồi không hết rồi các bạn ơi. Đầy luôn hả? Đầy luôn rồi. Mà mình hạn chế ăn mỡ ăn dầu các bạn, mà thành ra mình không có cháy mỡ dầu nghe, không có cháy mỡ hành nghe các bạn, mà tỏi nha. Mình ngán mỡ rồi. Ngán mỡ ngán dầu. Nghe mình không có cháy mỡ tỏi. Dạ. Yeah. Được rồi ha. Chút mình bỏ thêm miếng ngò này nữa. Ngò ngắt luôn, chút xíu thì chín ha, bỏ ha. Rồi. Rồi bây giờ canh ta đã chín rồi nghe các bạn.
Bây giờ mình nấu nãy giờ đã chín rồi, bây giờ tới mình múc ra là mình chuẩn bị ăn cơm nha các bạn. Giờ mình múc canh ra. Để nó chín rồi. Múc ra chứ. Cái này mình không có, mình nhán dầu mỡ ra, mình không có cháy mã tỏi nha các bạn. Mình múc rau trước rồi cái mình múc cá sau, thì rau mình bỏ trên và rau mình bỏ sau. Nóng thơm mà nó thấy đi. Mùi thơm á, mùi thơm. Mùi thơm của rau rau ngò. Mùi thơm của ngò, ngò gai. Nếp rau trước đây. Mùi thơm của ngò gai. Đây là thành quả của anh em buổi sáng này nha các bạn. Quả một nguyên một buổi sáng. Vinh mừng cá bự hết biết bự ha. Đỡ đâm tay. Quay cho các bạn thấy cái nồi đẹp không? Đó, cá vào bên, bên. Còn cá thắt lát nữa không? Còn một lát nữa. Ôi, bỏ ra nhiều quá rồi sao ta. Bỏ cái dĩa đi ha, cá bỏ cái dĩa mới đi. Cá bỏ dĩa đi. Để đây. Dĩa muối ớt không phải không? Dĩa này mình chắc. Bỏ lại đây đi, nữa mới có mắm này chấm luôn. Còn cá rùa biển có cái trứng nữa, nhỏ mà cái trứng. Chắc muối cục đi. Rất là hơi nhỏ, nó kia mới bự. Bỏ vậy đi. Rồi, đúng không? Rồi bắt đầu mình ăn cơm đi các bạn. Mình đã nấu chín hết trơn rồi, bắt đầu mình ăn cơm. Giờ mình mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Đây những con cá mình là thành quả như của mình rồi, giấc sáng nè. Mình giấc sáng. Rồi mình mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Giờ, sáng giờ hai anh em đi bắt được nhiêu cá đây thì mình nấu cái canh ăn hết buổi sáng này luôn. Mời cả nhà dùng cơm mình nha. Cá thơm đó các bạn ơi. Chấm nước mắm đi. Cá chính tay mình làm ăn cái là ngon các bạn. Ngon là cái chỗ là mình đã bỏ công cực khổ ra. Mình làm đó, ăn ngon. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình không có tốn tiền. Mình ra mình ăn được nhiều mà không có tốn tiền là ngon hơn chỗ đó nữa. Dạ các bạn mời các bạn ăn cơm. Mình làm mời gia đình mình, cả gia đình mình ăn cơm nha. Không ai mình không có được tiền mua, mình không có ngán. Mình ăn được nhiều. Mình mua cá mình mua mình đem về mình đang hơi hà tiện tí mình ngon. Hiếu Thuận với Tư Lúa xin chào tất cả bà con ở đây ha. Mình xin tạm dừng video ở đây nha bà con. Rồi hẹn bà con video sau tiếp theo ha. Rồi xin chào bà con.